Loan Milona hay còn gọi Milona là streamer nổi tiếng với hoạt động phát trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm chơi game với cộng đồng mạng. Milona hay còn gọi là Loan Milona là một gương mặt nổi tiếng với cộng đồng đam mê game Liên Minh Huyền Thoại. Nữ streamer thường xuyên tổ chức những buổi phát trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm chơi của mình với cộng đồng mạng. Với nhan sắc xinh xắn cùng lối dẫn dắt lôi cuốn hấp dẫn, những video của cô đều thu hút lượng tương tác khủng. Kênh YouTube Milona TV với hơn 1 triệu người theo dõi, Instagram với khoảng 70.000 lượt theo dõi. Với lượt người theo dõi ổn định, streamer Loan Milona có được mức thu nhập mà nhiều người ao ước. Theo nhiều thông tin được chia sẻ, nữ streamer thu về gần 100 triệu đồng trên tháng. Với việc nổi tiếng trên mạng xã hội, Milona phải đối diện với không ít những thông tin tiêu cực, trong đó có việc hình ảnh của cô bị đưa ra giễu cợt, bông đùa. Hồi tháng 3 năm 2020 vừa qua, Loan Milona từng bức xúc khi những hình ảnh selfie của mình bị đưa ra là tâm điểm bàn tán với những lời lẽ giễu cợt, khó nghe. Sau khi cô nàng đăng tải thông tin và chỉ đích danh trên mạng xã hội, người có những lời lẽ bông đùa không hay đã lên tiếng gửi lời xin lỗi. Hồi tháng 12 năm 2021, streamer sinh năm 1996 từng đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân với nội dung kêu gọi người hâm mộ của mình đầu tư vào tiền ảo, tiền mã hóa. Thậm chí Milona còn viết bài hướng dẫn chi tiết các tham gia và đào tiền ảo. Bài quảng cáo của streamer đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn với lượt tương tác khủng. Hành động này của Loan Milona vấp phải rất nhiều phản đối bởi theo nhiều người cho rằng đây là hình thức đầu tư không phù hợp, rủi ro cao về việc bảo mật thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Việc một người có sức ảnh hưởng chia sẻ những thông tin không phù hợp khiến nhiều người không thể chấp nhận. Milona từng xuất hiện trong một số clip cast chung với streamer Mimosa và các sự kiện của 23 Creative. Tuy nhiên, người ta ít chú ý tới Milona cho tới khi cô xuất hiện trong vai nữ chính cùng quang cuốn trong clip chôn giả vờ uống phải thuốc kích dục. Nhưng không ai ngờ được, chỉ sau đó thời gian ngắn, tên tuổi của Milona lại đang bất ngờ được khán giả quan tâm hơn. Lúc bấy giờ, nhiều người đã rất lo ngại cho Milona, nhưng quả thật là sự nghiệp của Loan Milona không hẳn là không thành công. Về hoạt động kinh doanh, vào giữa năm 2021, hot girl Milona khai trương tiệm trà chanh đầu tiên do mình làm chủ. Tiệm trà chanh Milona tại quận Cầu Giấy nhận được nhiều sự tò mò và ghé thăm của fan hâm mộ. Tuy nhiên sau một thời gian dịch bệnh phức tạp, không hiểu vì nguyên nhân gì, Thanh Loan đã cho đóng cửa tiệm trà chanh này với sự tiếc nuối của nhiều người. Về đời tư, Milona chưa từng đăng tải hình ảnh hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện tình cảm của mình. Có lẽ cô nàng vẫn đang tập trung vào sự nghiệp hoặc không muốn công khai đời tư của mình. Tuy nhiên, có một thời điểm cô bị đồn thổi tình cảm với hot streamer quang cuốn do hai người có nhiều clip chung. Đến bây giờ, tin đồn đã lắng xuống và không ai biết thời điểm đó, hai người có phải người yêu của nhau hay không.